ZX10 phiên bản cao cấp. Đấy, thì nó khác gì so với những cái phiên bản tiêu chuẩn này hay là phiên bản giới hạn, và có nên lắp đặt hay là không? Ngày hôm nay mình sẽ tư vấn cho anh em về tất cả những cái loại mà mã sản phẩm mới nhất của nhà ZX để cho anh em xem nên chọn bản nào hơn. Thì đây, đây là phiên bản tiêu chuẩn này. Bây giờ là cái bản này là mình đã làm một cái video trước đấy rồi. Và đây là bản cao cấp. Đó. Và cái đầu tiên phải nói đến là hai cái sự khác nhau nhiều nhất. Đây, tiêu chuẩn và cao cấp. Thì nó có cái tính năng đó là gì? Tắt máy ghi hình. Và cái bản cao cấp là cái bản mà đắt hơn này, thì nó sẽ có xem trực tuyến từ xa. Nhưng cái quan trọng nhất ấy là cái cấu hình nó cao hơn. Bản này là RAM 3GB, ROM 32GB. Và bản này là RAM 4GB, ROM 64GB. Nên là cái tốc độ xử lý nó sẽ mượt hơn. Và nó có thêm cái tính năng đó là tắt máy xem trực tuyến được từ xa để giúp chúng ta bảo vệ được cái chiếc xe. Thì cái tính năng đấy cũng khá là hay, nhiều người cần thiết. Đây, mình sẽ quay lại trực tiếp cho anh em xem này. Đó. Và cái mức giá của cái phiên bản này đang là 17,9 triệu. Còn nếu mà không lấy K360 thì nó trừ được khoảng 5 triệu. Đó. Và nếu anh em lắp trong thời điểm này thì mình bên mình giảm được 2 triệu là còn có 15,9 triệu thôi, tích hợp cả K360. Đây, tính năng của nó cũng khá là hay. Khi mà anh em nhìn này, chúng ta sẽ đổi được cái hình giao diện bên ngoài này. Ví dụ đầu tiên nhé, anh em nhìn này. Ví dụ đây là bản đồ Google Maps, đúng không anh em? Đấy, bản đồ Google Maps. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện được cái chuyển này, YouTube này, có thể nghe nhạc, có thể xem phim. Đấy, đó là tiện luôn. Thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái cách đó là bấm ở đây. Đấy, để chuyển các cái ứng dụng khác nhau. Đấy, nó có một hình nho nhỏ. Đấy, thậm chí là chúng ta có thể thay đổi được cái hình này bằng app Slope các thứ. Rồi, ngoài ra nhá, ở đây chúng ta sẽ vào, đấy, vào bên trong để chúng ta vào được rất nhiều cái ứng dụng của ZX, như là cảm biến app Slope này, các thứ. Nếu anh em lắp trong thời điểm này thì bên mình cũng tặng app Slope được cho anh em, nhưng mà với mức giá là giữ nguyên, đó là 17,9 triệu. Còn em không lắp thì trừ được 2 triệu với cái bản gọi là bản cao cấp. Đây, cấu hình của cái phiên bản này thì là Android, phiên bản Android 10 rồi. Đấy, và CPU sử dụng là CPU 8 nhân, RAM là 4GB, ROM là 64GB. Đấy, nên là cái bản cao cấp này thì dùng nó sẽ tác vụ chắc chắn là nó sẽ rất là mượt mà. Đấy, để anh em là hoàn toàn yên tâm là không lo đơ lag. Đặc biệt là anh em được tặng kèm cái bản đồ cảnh báo tốc độ. Đó. Và có được cái hệ cam 360 rất là nét. Tuy nhiên thì hiện tại mình chưa lắp trên xe, mình sẽ quay những cái video trên xe cho anh em. Đây, tốc độ này gần như anh em không mà lo chạy quá tốc độ luôn. Nó có cái hiện lên con số ở đây để giúp chúng ta lái xe an toàn. Đó, và ở đây nó có các cái hàng nút này để to nhỏ âm thanh, nó cũng rất là tiện ở đây. Tuy nhiên khi mà mở YouTube thì nó sẽ mất đi, ví dụ nhá. Đấy, nó mất đi bên dưới. Rất hay. Nó cũng là một cái sản phẩm đấy, rồi tăng độ sáng màn hình lên bằng cách là chúng ta vuốt ngược lên và vuốt ngược xuống thôi. Đó. Thì đây là một cái cấu hình khá là cao dành cho những anh em đi những chiếc xe phiên bản kiểu như tiền tỷ. Còn nếu mà thấp hơn thì anh em có thể làm cái bản tiêu chuẩn này cũng ok này. Nhưng mà mức giá thì tính ra nó chênh nhau 3 triệu nhưng mà mình giảm được 2 triệu thì cũng chênh nhau có khoảng 2 triệu thôi. 17,9 triệu được giảm 2 triệu, 15,9 triệu. Và hiện tại Trung Auto cũng được rất nhiều cái các cái giải thưởng của ZX. Vì là bên mình cũng làm rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau, trong đấy có một cái sản phẩm ZX đó là Android Box và màn hình Android. Mình nghĩ đây là cũng là một cái giải pháp hay. Nó có thêm 5 tính năng rất là hay, rất là mới của nhà ZX. Đầu tiên thì đó là với cái phiên bản mà tắt máy ghi hình từ trước đến nay vẫn rất là hay. Xem theo dõi được từ xa. Có thêm tính năng là ZX Connect, có nghĩa là dùng điện thoại chúng ta có thể điều khiển cái màn hình. Rồi nó có thêm cái tính năng hay đó là tản nhiệt. Cái tản nhiệt ở trên cái này nó dùng bằng thanh tản nhiệt titanium, giúp cho cái máy nó bền hơn. Và nó có một tính năng rất là hay, đó là nó tự động cập nhật những cái phần mềm của màn hình Android để giúp chúng ta trải nghiệm những cái thứ mới nhất. Ví dụ Google Maps chúng ta đi, nó cái đường nó không bị lạc bởi vì là nó luôn luôn cập nhật cái đường mới nhất. Thì mức giá của nó đang là đấy, đang sale 2 triệu còn 15,9 triệu, còn giá niêm yết là 17,9 triệu. Đấy, thì anh em nghĩ
đây có là một sản phẩm đáng lắp hay là không. Đấy, bên mình thì chuyên này, em thấy không, rất là nhiều luôn, đồ chơi công nghệ, loa đài. Đấy, ngày nào cũng lắp những cái đồ công nghệ trên ô tô. Mình nghĩ là một cái sản phẩm thiết bị thông minh thì anh em có thể nên chọn những cái sản phẩm cao cấp một tí. Tuy nhiên thì mình cũng có những cái phân khúc màn hình từ 3 triệu, 5 triệu, 8 triệu, 10 triệu lên đến 13, 15 triệu. Thì tùy vào tầm tiền của anh em thôi. Đấy, nếu mà anh em có nhu cầu liên hệ cho Trung Auto nhá. Hoặc là có vấn đề gì thì cần mình giải đáp thêm thì có thể comment phần bên dưới, mình sẽ làm video để trả lời cho anh em. Cảm ơn anh em theo dõi. Bye bye.